lai áo phát mọi người ơi. Rồi, à xin chào Thị Thấm Thấm. Rồi mọi người ơi, trưa nay là mình like áo khoác nha cả nhà nha. Khoác áo nón rồi nay em lai áo khoác nha, áo nón liền nón gì cũng có. Đây cho mọi người xem áo khoác bên đây, áo khoác. Rồi thì hiện tại áo khoác mà cởi nón ra là tiếp còn ít thôi. Ủa ship về tỉnh bình thường nè bạn Văn Thu, ship toàn quốc mà. Rồi mọi người ơi, lên áo khoác nha. Cô Công Mận hôm nay tiếp không có like, tiếp like áo khoác thôi. Rồi cái này là tháo nón ra nha cả nhà nha. Rồi chiều nay chỉ lai áo khoác thôi, và lai 2 giờ đến 4 giờ. Rồi đây mấy chị để ý gì nha, tiếp thì giờ các khoác còn cái gì lai đó mấy chị chịu khó theo dõi tiếp nha. Cái này là mở nón ra được nè, có cái nón mà nó có dây kéo nè ha, size 3, cái này 6 túi nha, bên trong có cái túi nhỏ nè, túi nhỏ dây kéo nha, túi to phía trong mà túi dây kéo nữa nè. Rồi cái túi ngoài, ở ngoài có dây kéo luôn ha. Che Na Nguyễn hả? Rồi 140.000 áo tiêu đang mặc. Rồi 55-57 là mặc được. 6 túi và mình tháo nón ra được nha. Rồi ai lấy chốt cái tiếp là vàng 140.000. Vàng 140.000 cả nhà ơi. Rồi vàng 4 này 58 kg lại. Đây vàng 4 58 kg lại nha. Nguyễn Thanh Diệu ơi, shipper gọi điện thoại nhiều lần không nghe máy, hàng đã tới 5-6 ngày gọi rất là nhiều lần luôn không có nghe máy nha Nguyễn Thanh Diệu. Không có gửi luôn còn. Hả? Nội duyên không có gửi luôn. Hôm qua mới đơn phải không? Khoan hãy đi. Nguyễn Thanh Diệu nè. Đó. Gọi điện thoại nhiều ngày luôn không nghe máy luôn, shipper gọi quá trời luôn. 48 kg ha, không có size túi đậm thôi.
Rồi bạn ăn mặc chốt cho Lê Thị Hương. Không, cái lùa luôn. Rồi đây còn cái nữa nè. Vàng 140.000. Rồi đang lai nón rồi nè. Mở nón ra nè, 140.000. Cái này áo mặc. Ừ, áo mặc. Đây nha, đang lai nón rồi. Rồi ai lấy chốt trên tiếp nha. Vàng 140.000. Vàng 140.000. Nón rồi và 6 túi. Chốt cho tiếp nha. Vàng 140.000. 60kg size 4. Rồi, vàng 4 140.000. 60kg, 58-60kg vàng 4 nha. Rồi hôm nay là có cái gì like cái đó nha cả nhà nha. 140.000. Trần Thị Liên cũng vậy nè, gọi nhiều lần không nghe máy. Cái đó là bưu tá báo. Trịnh Hoa Anh Đào sáng gọi điện thoại thuê bao cho nên không chốt lại nha bạn ơi. Chốt xong rồi cũng xả ra, cũng tội nghiệp, tiếc lắm. Trần Thị Liên và chị Nguyễn Thanh Diệu, bưu tá gọi nhiều lần không bắt máy, không nghe máy. Cà rốt 4 không có nha. 70kg không có. Khang Thịnh Nguyễn, 70kg chỉ có áo đá thôi, áo đính đá. Rồi đây nha, đó cái này là tháo nón nha. Vàng 4 thì chị Như Quỳnh 140.000. Yeah. 67kg không có nha. Đặng Thị Trần Đặng Thị Nga 52kg. Tiếc đang 52kg. Tiếc mặt size 3 nè. Tiếc mét 6 52kg mà size số 3. Rồi ai lấy chốt cho Tiếc nha. Vàng 6 không có. Có gì bán đó nha mọi người nha. Rồi bây giờ Tiếc còn vàng 3, vàng 4. Vàng 3 là như Tiếc mặt. Tiếc là 52kg, 1m6. Áo khoác thì mình mặc rộng rãi, nó thoải mái chứ có gì đâu mới chê. Sợ trời ơi chật quá, mặc thở không nổi thôi. Chứ mặc rộng có sao đâu, chấp chấp ai đâu, mua rộng đi. Đó, kinh nghiệm em bán hàng. Em muốn mấy chị mua về là mấy chị mặc ok cái nha. Có thấy túi hồi này gì chị? 140. Mua đồ bộ mình mặc ôm sát mình chịu được. Áo khoác mà mấy chị mặc ôm là mấy chị thở không nổi đâu. Rồi vàng 53kg chốt cho Quỳnh Mai Hoa. Rồi vàng 3 140.000. Rồi giống như Tiết mặt nha, Mai Hoa giống như Tiết mặt. Rồi size 2 không có nha. Vàng 4. Ủa Quỳnh Như ra chưa ta? Như rồi đúng không? Rồi bây giờ còn vàng 4 nha. Không có đỏ XL chị ơi, không có đỏ XL. Không có đỏ XL chị ơi. Rồi mấy chị lưu ý giùm em chốt cho em nha. Vàng 3 140.000 nha. 58kg mặt số 4. 46kg mặt rộng nha. Rồi chốt cho tí xanh đậu 3 nha. Rồi 55, 57 chứ lại 55kg lại 55, 56kg 140.000. Áo nón nha, áo 6 túi. Rồi áo chị mặc 53kg cho Băng Băng. Rồi đây, giống như chị mặc nha, Băng Băng nha, 53kg. Chị 52kg đang mặc nè, đó. Hàng này form nhỏ nha mấy chị. Rồi chốt cho tí xanh đậu 140.000, 55kg đó lại. Rồi cái có cam đất 2 nè, dưới 55kg nha. Cam đất 2 dưới 55kg. Ai lấy chốt cho tí cam đất 2 dưới 55kg. Áo giống như Tuyết mặc nha, tháo nón và 6 túi 140.000. Cam đất 2. Xanh đậu cho Nguyên Lê 140.000. Áo 6 túi ha, 6 túi và nón mình mở ra được. Đây nha. Dưới 300 chưa đấy.
Khoan coi coi chưa. Xanh đậu hết nha. Hết nha em Lê Thị Hương. Màu này màu hồng đất. Hồng đất 4 là 58 chứ lại. Hồng đất 4. Không có 65 kg. Hồng đất 4 nha, 58 chứ lại 140.000. Rồi cam đất 2 cho Duyên My 140.000. Cam đất 2 cho Duyên My 140.000. Rồi cái này là màu hồng đất nha. Cam đất 2 hết Thảo Lâm. Màu hồng đất 4 58 chứ lại cam đất tiếp hết Quỳnh Mai. Quỳnh Mai Hoa. Cà rốt 4 không có, Bùi Thị Xuân Xuân. Rồi cái này chốt cho Tiết Mã hồng 4 58 kêu lại 140.000 hồng 4. 75 kg bên Tiết không có Hương Lê hồng 4. 58 kêu lại 140.000. Rồi màu này là màu môn. Môn 4 58 kêu lại 140.000 môn 4. Cam 2 em chốt rồi Linh Nguyên ơi, cam 2 chốt rồi chị. Rồi vàng 3 nha, 55, 56 cứ lại. Rồi hồng 4 cho Thu Kim 140.000, 58 cứ lại. Hồng 4 cho Thu Kim. Hỏi tầm đi em. Môn 4 cho Như Quỳnh 140.000, 58 cứ lại. Thu Kim hồng 4 52kg đang mặc. 52kg m6 đang mặc nha. Có áo thun bên trong đó, giống như bình thường mình mặc áo thun phải không đó, giống như bình thường mặc áo thun. Bây giờ mình khoác ra cái áo khoác đây nha, 6 túi nha cả nhà nha. Tiết 52kg m6, 52kg m6, 52kg m6 đang mặc nha. Rồi tháo nón ra. Hồng 2 không có nha chị ơi. Em lên màu nào thì có màu đó thôi nha mấy chị. Hồng đất 4. Hồng đất 4 cho Thủy Tiên. Ai nha, hồng đất 4 cho Thủy Tiên. 58 kêu lại 140.000. Có chưa? Nè, cho ba nè. Viên lê xanh đậu. 70kg không có thì liếu vỏ. Viên mi cam đất 2. 50kg hả? 50kg mặc size 55kg thì tiếp. Cam đất 2 đã nào? Áo mặc hết rồi anh Nguyên. Hồng 3, 55kg rồi. Hồng 3, 55kg rồi. Áo mặc hết rồi nha, áo mặc còn size 4. Vàng 3 tiết hết rồi, Phương Linh Nguyễn chứ còn vàng 4. Đó, lấy chưa? Còn vàng 4 hết, vàng 3. Đang mặc số 3. Đang mặc số 3, số 2 hết rồi, đang mặc số 3. Cam đất 2. Của Duyên My á. Hồng 3 cho Linh Nguyên. Vàng chưa có giấy. Đó thì sao nói mượn chị áo chị mặc. Vậy là dư cái rồi. Nè áo giống chị mặc nè. Đó bỏ cái kia ra đi. Ừ. Rồi Phương Linh có vàng 3 bạn yêu ơi. Phương Linh Nguyễn có vàng 3 nè. Đây nha. 3 là như Tiết mặc nè. Tiết đang mặc size 3 nè mấy chị. Áo khoác nên mặc rộng, đừng mặc ôm quá nha. Tại vì em bán vào một đợt là một số khách á là không có chịu trừ hao về mặt chịu không nổi ôm quá. Phương Linh Nguyễn có vàng 3. Đây là Phương Linh Nguyễn nè. Chưa em ơi, chưa nha Ngọc Dung. Rồi cái màu này tím cẩm 4 nha, 58 chứ lại. Tím cẩm 4. Tím cẩm 4, 58 chứ lại. Rồi xanh đậu 4. 140.000. Rồi chốt cho Tiết nha.
vàng ba hồng ba hết rồi. Minh Huê Nguyễn Thị đặt hàng kèm số đây mới có hàng nha. Rồi xanh xanh đậu 4 nha, 58 kg loại xanh đậu 4. Xanh đậu 4 cho Như Quỳnh 140.000. 60 kg cao bao nhiêu Thi Hà, Thi Trân ơi? 60 kg thấp quá mặt không vừa nha chị. Rồi môn 3 55-56 kg 140.000. Màu môn 3. Rồi 55-56 kg loại 140.000 môn 3. Rồi size 2 dưới 55 kg. Rồi hồng 2, 2 nhỏ nhất 2, 3, 4, 3 size. Môn 3 cho Linh Nguyên 140.000. Đây hồng 2. Hồng 2 nha, 53 kg đô là. Hồng 2 52, 53 kg đô là 140.000. Hồng 2 cho anh Nguyên 140.000. Da 3 55-56 với lại 140.000. Da 3 1m53-60 kg. Không vừa hàng này chị Thi Trần ơi. Hàng này 58 kg với lại cao. Da 3 55-56 với lại 140.000. Hồng 2 hết bò 3 hả? Bò nè. Ủa này cà phê chứ. Hồng 2 hết. Cà phê 4 58 kg với lại. Da 3 Quỳnh Mai Hoa 140.000, 55-56 cái loại. Màu cà phê. Cà phê 4 58 cái loại 140.000, cà phê 4 58 cái loại. Cà phê 4 cho Như Quỳnh 140.000. Hồng 2 hết rồi, cà phê 4 hết rồi. Hồng 2 em hết chị Xuân Quý. Cam đất 4 58 cái loại 140.000, cam đất 4. Tháo nón nha và 6 túi 140.000. Như Quỳnh có xanh đậu cà phê tiếp hết ạ. Môn 4. Rồi Phương Linh Nguyễn là đi đơn khỏi gọi cái mã mới có một cái áo. Da 3 hết ạ. Môn 4 58 chứ lại 140.000. Tháo nón. Đây tháo nón ra nha cả nhà. Tiền Phan mặc size 2, size 3 gì cũng được. Em chị là mét 6, chị 52 kg, chị mặc 2, 3 gì cũng được. Môn 4 cho Thu Kim. Rồi Thu Kim môn 4 57, 58 kg nha cả nhà nha. Rồi Thu Kim môn 4 140.000. Da 3 hết Phương Trương. Môn 2 không có, môn 4 hết. Cam đất 4 cho chị Xuân Quý 140.000. Cam đất 4 cho chị Xuân Quý 140.000. Môn 4 hết nha cả nhà. Xanh. Xanh 4 nha, xanh này xanh dây chai xi măng 140.000 hả? Xanh 4. 57 58 chứ lại Xuân Quý, chị có cam đất thôi chị không có môn chị. Xanh 4. 140.000, 57 58 chứ lại. Cam 4. Rồi cái này hồng đất 3 55-56 với lại 140.000. Hồng đất 3 44 kg không có quỳnh bông. Da bò nè. Da bò 4 57-58 với lại 140.000. Da bò 4 57-58 với lại 140.000. Da bò 4 47 kg không có chị ơi. Rồi cái này là hồng đất chứ. Hồng đất 2. Da bò 4 Bùi Thị Xuân Xuân 140.000. Rồi cái này hồng đất 2 52-53 kg lại
140.000 hồng đất 2. Hồng đất 2 chốt cho Phan điểm 140.000. Hồng đất 2 Phan điểm 140.000. Hồng đất 3. Hồng đất 3 chốt cho ai hồng đất Quỳnh Mai, hồng đất 3 140.000. Rồi vàng đi còn nè. 6 túi Quỳnh Trinh ơi, 6 túi nha bạn. Rồi size 2 nè. Size 2 nha, hồng đất 2 hết 6 túi nha. Vàng 2 52 53 cái loại, 52 cái loại. Bên trong 4 túi, bên ngoài 2 túi là 6 túi, hồng 3 hết. Vàng 2. Bên trong 4 túi, bên ngoài 2 túi là 6 túi. Đó, túi có dây kéo rồi túi phía trong. Vàng 2 cho Linh Lê 140.000. Rồi vàng 3 cho Tuyền Phan 140.000. 3 là 55-56 kg nha, 2-3-4. Rồi Tuyền Phan vàng 3 140.000. Còn vàng 4, vàng 2 nữa nè. Rồi vàng 2 còn nè, vàng 2, vàng 3, vàng 4. Rồi Tú Cẩm vàng 2 còn cái nè, Tú Cẩm có vàng 2 nè. Tú Cẩm trồn đơn nè Tâm ơi. Rồi Tú Cẩm vàng 2 nha, 140.000. Đó, giống như tiếp nè, vàng 2, Tú Cẩm. Rồi hôm qua gửi rồi, xanh 4 cho chị Duyên Phan 140.000, size 4, 57, 58 kg. Rồi vàng 2 đi khác nha, đây coi vàng mấy. Vàng 3, vàng 4. Vàng 3 là 55-56 kg, vàng 4 là 57-58 kg. Vàng 2 hết nha Dân Quỳnh. Hết, hết vàng 2. Mỹ Dung Hà đặt hàng kèm số. Vàng 3 cho Minh Huê Nguyễn Thị. Vàng 3 nha, 2-3-4-3 size. Đây 3 nè, Minh Huê Nguyễn Thị vàng 3. Còn vàng 4 hết thôi, còn vàng 4. 4 là 57-58 kg, vàng 3 hết Hương Thủy. Trương Lệ ơi, sao mà bu tá giao nói bạn nói không đúng màu gì bạn không nhận. Như Quỳnh đặt hàng hay xả quá Như Quỳnh ơi. Như Quỳnh xả cái vàng 4 nha. Vàng 4 cho Hiền Nguyễn. Rồi 57-58 kg. Đây Hiền Nguyễn là vàng 4 nè. 57-58 kg. Mấy chị đặt kỹ giùm em đi mấy chị nha. Xả là em không có chốt lại nha mấy chị nha. Vàng 4 cho Hiền Nguyễn. Rồi vàng 3 hết nha, đi còn vàng 4. Còn 2 cái vàng 4. Trương Lệ nè, shipper mới báo nè, giao tới nơi mở ra nó không đúng màu vậy nè. Vàng 4 Thi Trần ơi, em nói rồi chị, 60kg mà 1m53 mà không có vừa. Em đang like là em báo 57-58kg mà. Vàng 4 cho Cherry Phạm. Bỏ hai cái. Vàng 4 cho Cherry Phạm. Vàng 4 cho Út 8. Ai nha, size 4. Giống như tiết mặt. Rồi size 2 này Dân Quỳnh ơi, cam đất 2 được không em? Đây Dân Quỳnh ơi, size 2 nè. Màu này màu cam đất nha, size 2 là 52 kg loại. Đây Dân Quỳnh ok chị lấy cho Dân Quỳnh nha. Ok thì chị lấy nha. Rồi Dân Quỳnh nè. Rồi Tú Cẩm gửi luôn nè, một áo khoác, một bộ 85, một đùi 19.
ok, tú cẩm đi trơn. Dông Quỳnh ơi, cam đất hai em có ok không em? Hồng hai chế hết nè, này để coi hồng nè, hồng bốn, môn bốn hết. Vàng bốn hết nha, vàng bốn hết. Rồi rồi. Rồi hồng 4 nha, 57 58 với lại. Hồng 4 nha, 57 58 chứ rồi. Rồi, ok Dân Quỳnh, hồng 4 mà 57 58 ký nha. 140.000 hồng 4. Da bò nè, da bò đẹp quá nè. Da bò 4 57 58 chứ lại 140.000. À ok tiền khoan ok em. Nếu mà chuyển khoản là ship 15.000. Vàng 4 tiết hết, hồng 4 cho Hồ Mỹ Linh. Hồ Mỹ Linh hồng 4 150.000. Bò 4 cho chị Hồ Mỹ Linh 140.000, 5758 kia nha. 4 là 4 ít. Ít này là ít nhỏ nha mấy chị. Mấy chị đừng quan tâm cái ít. Mấy chị quan tâm. Hồng 4 hả? Để tí coi này hồng mấy. Rồi hồng 4 chốt cho Mỹ Dung Hà nè. Mỹ Dung Hà có hồng 4 nè. Đây nha, 140.000, tháo nón và 6 túi. Rồi Mỹ Dung Hà có hồng 4. Rồi Mỹ Dung Hà hồng 4. Rồi một thanh lý 4. Hồng 3 em hết chứ yêu. Rồi hồng 4 nha. Ê xanh 4 57 58 ký giùm tiết. 140.000 xanh 4. Rồi còn cái màu da nữa nè. Da 2 52 với lại 140.000 da 2. 52 với lại 140.000 da 2. Xanh lý 4 cho Lan Phạm 140.000 Lan Phạm. Hồng 3 em hết rồi chế Xuân Quý. Gia 2 Thi Trần, gia 2 52 cứ lại. Rồi cảm ơn Mạnh Hiệp. Rồi gia 2 cho Thi Trần 140.000 52 cứ lại. Rồi tiếp còn một cái tím cẩm là hết cái loại tháo nón này nha. Rồi tím cẩm 4, 57, 58 lại 140.000. Mình có thể tháo nón ra. Da 2 hết. Tím cẩm 4. Rồi cái tháo nón là hết nha. Qua cái loại khác nha. Qua loại có đá cái nè. Có đá còn mấy cái nè. Rồi khoác đá mà có nón luôn. Rồi chốt cho Tiết là đỏ 60kg nha. 140.000 đỏ đá 60kg 140.000. Rồi hai túi ngoài và hai túi trong. Tím cẩm 4 Minh Huệ Nguyễn Thị 140.000. Rồi đây áo đá nè. Áo đá này 4 túi nha, 2 túi bên trong, 2 túi ngoài.
19 rồi đòi để tới mai. Không, 19 không có giữ, để tới mai thì 19 là coi như không có có giữ xả đó, nói hết. Rồi chốt cho Tiết nha, đỏ đá nè, 60kg thôi lại 140.000 đỏ đá. Rồi Bùi thì xung xung đi đơn khỏi rồi. Trần 140.000 60-62kg nha khách. Tường Vi thôi nãy giờ không chốt được hả? Chắc bị sao á, chắc bị sao nha. Rồi xanh đen đá size đại nha, size 5X. Rồi đây size đại nha, để tiếp xem. 65kg, 65-67kg là mặc được. Rồi xanh đen 5 140.000, hai túi trong hai túi ngoài vừa thiêu và vừa đính đá. Rồi 65-67kg là mặc được. Chốt cho tiếp xanh đen 5 140.000. Xanh đen 5 nha, 140.000 nha. Áo 6 túi còn. Còn đang lên từ từ, bây giờ lai sang cả đây 6 túi nè. Thấy không? 6 túi hàng này còn nha, còn đủ size đủ màu. Tiếp lai sang kẻ đợi tiếp xíu. Rồi xanh đen nha, lai đá xong mà quay lại. Một áo vẫn ship bình thường Hồng Loan, ship 30k bình thường nha, một áo vẫn đi hàng bình thường. Rồi xanh đen 5 cho Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo hình như hôm qua có giữ đơn bộ đồ nè. Xanh đen 5 cho Nguyễn Thảo là 140.000. Rồi xanh đen 5 còn áo nha. Lấy lá vàng, lá vàng là gì chứ? Xanh đen 5, 65-67 vô lại. Đỏ đá 4. Rồi đỏ đá 4 chốt cho Thái Sơn. Đây đỏ đá 4 140.000, 4X này 62kg lại nha. Minh Huê Nguyễn Thị đỏ đá 4 140.000. Rồi xanh đen 4, xanh đen 5, 4 là 62kg lại, 5 là 65-67kg. Đây mấy chị nhìn kỹ nhìn cho Tiết thôi. Đó lót bên trong nữa nè, hai túi ngoài hai túi trong nha. Xanh đen 4, xanh đen 5, 140.000 áo. Rồi ai chuyển khoản 155.000 nè. Ủa gì có 155.000? 155.000 là cái áo khoác của em gì nãy mới báo hả ta. Để em đó, em đã comment lên rồi, Tiết in phiếu cho đi đơn. Chuyển khoản 140.000 ship 15.000 là 155. Áo khoác không hơi có. Ngọc Xuân lấy hàng kèm số điện thoại bên Tiết mới lấy hàng nha. Đặt hàng lên số điện thoại bên Tiết mới chốt được à. Áo đá vàng hả chị? Đá vàng chị lấy size mấy? Xanh đen 5 chốt cho Nguyễn Thị Tuyết Vân 140.000. Ai nha, 5X nha. Rồi Tuyền Phan chuyển khoản rồi đi đơn nè. Ok em, chị nhận được 155.000. 140k chuyển khoản là ship 15.000. Rồi tiền sang. Rồi đây đỏ đá 4 là 62 với lại 140.000 đỏ đá 4. Quá đẹp luôn. Rồi hồng đất 5 là 65-67 với lại 140.000. Rồi hồng 5 nha, hồng đá 5 nè. Đó nhìn thấy quá xịn không mấy chị? Hai túi trong hai túi ngoài. Rồi 65-67 với lại 140.000. Chốt cho Tiết là hồng đá 5. Hồng đá 5 màu vàng này chị ơi, chị 60kg hả chị? 60kg nãy hình như mét 53. Chị mặc số 4 nha chị. Đây vàng 4. Đồ dễ rồi. Rồi hồng 5 cho chị Nguyễn Thảo đi đơn luôn. Nguyễn Thảo hôm qua có một bộ đồ nữa nè, với lại giờ hai cái khoản đi đơn. Rồi hồng 5 cho Nguyễn Thảo. Rồi chị Thi Trần em lấy vàng 4 cho chị nha. Em có hỏi đâu.
vàng 462 với lại 140.000, rồi chị đi chọn vàng 4. Áo đá size 3 cho chị. Áo đá em còn size 4. Rồi vàng 4 đó chị. Size 4 không à. Rồi cái này cà phê 4. Áo đá nha, 62 cái loại. Rồi vàng 5 65 67 kg, vàng 5 vàng nhạt 5. Rồi vàng tươi 5 65 67 kg. Rồi chỉ còn một cái hồng 5 65 67 kg. Đỏ 4. Da 4, da 4 Nghĩa Nguyễn. Rồi. Rồi da 4 cho Nghĩa Nguyễn 140.000. Hồng đá 5 gia đình Thái 140.000. Hồng đá 5 gia đình Thái 140.000. Đang like hàng to hàng Phạm ơi, cái này không có nhỏ. 6 túi có em. Có 6 túi. Rồi da bò 4 62 kg lại 140. Đây có một cái đỏ 3 khách ơi. Vàng tươi 4 cho Hoa 10 giờ. Vàng tươi 4 cho Hoa 10 giờ 140.000. Rồi hôm qua 150.000. Đỏ 3 nè. Size 3 nha, 58-60 kg. Rồi áo đá thì còn nhiều đó, thấp chốt lên đi chứ chuẩn bị qua cái 6 túi nha. Như Quỳnh không có hồng 5, không có hồng 5. Rồi xanh đen. Em còn gì em like đó mấy chị ơi, tại cái này em like qua một đợt rồi. À, khách em mua là biết hàng rồi, bây giờ là đỏ 3 cho Hoa 10 giờ là đa số là mấy cái này là do khách mà không nghe điện thoại á mới bỏ lại á. Rồi đỏ 3 cái đỏ 3. Đây, đỏ 3 cho Hoa 10 giờ. Vàng 5 cho Ngọc Xuân. Ngọc Xuân vàng 5 140.000, size 5 65 67 kg. Rồi cái này xanh đen nè mấy chị, xanh đen này, xanh đen 4. Rồi 62 ký đó lại mặt được. Xanh đen 4. Rồi đỏ 4, 62 ký là mặt được. Vàng tươi 65 ký hết rồi. Vàng tươi 65 ký hết nha. Hàng này không có 55 ký sang trần. Da bò 4, 62 ký là mặt được. Đỏ 4, 62 cái là mặc được. Da đỏ là gì? Da đỏ là gì Lê Bình? Da là da và đỏ là đỏ. Rồi hồng vàng nhạt 5 65, 67 kg vàng nhạt. Cái này là vàng tươi đó, vàng tươi 4, 62 kg rồi. Vàng nhạt 5, 65, 67 kg. Xanh đen 4, Nguyễn Dương Ngọc Thảo. Xanh đen 4, Nguyễn Dương Ngọc Thảo. Chị Thảo đi đơn luôn phải không? Tháo nón hết rồi em, bây giờ còn nón liền không à. Hai cái khoác với lại một đồ cũng qua 150. Rồi hết tháo nón rồi em ơi. Rồi đỏ nha, đỏ 4 nè. Vàng nhạt 5. À, cảm ơn Dương Thủy, xanh đen 4 chốt rồi. À, cảm ơn Gia Huy. Vàng tươi 4 65, 67 kg. Rồi lấy em màu đỏ 4 cho Lê Bình. Ok nè, ok Lê Bình. Đỏ là đỏ đô, 4 là 4X. Đây nha, 4XL nè. Rồi Lê Bình đỏ 4. Vàng nhạt 5 cho Như Quỳnh. Rồi hết, hết size 5 nha mấy chị. Còn 3 cái nha. Vàng tươi 4, đỏ đô 4, da bò 4 nha. Rồi còn 3 cái thôi. Size 5 em hết. 140.000 ok. Tường Vi ok. Phú Phong 140.000.
Kim Tuyết không có chị. Đỏ đô 4 Nguyễn Dương Ngọc Thảo 140.000. Rồi Nguyễn Dương Ngọc Thảo đỏ đô 4 140.000. Rồi tiếp có một cái mà không nón nè. Rồi xanh đen 4 nha, không nón nha. Xanh không nón 140.000, vàng nhạt 5 tiếp hết rồi. Xanh không nón 140.000. Xanh không nón mấy chị ơi. Bỏ 4 tiếp hết rồi. Xanh không nón giùm tiếp nha. 140.000. Xanh không nón. Ở đô 4 thấy Nguyễn Thảo Dương Ngọc rồi ạ. Rồi cái này chốt cho Tiến là cam 3 58-60kg 140.000. Cam 3 70kg không có. Cam 3 này là có nón nha. Cam 3 có nón có thêm sao luôn. Cái này bữa em bán 145, nay bán luôn 140 cho dễ. Rồi cái này 65-70kg nè. Size đại nha 145.000. Chốt cho Tiết rồi. Riêu đại 145.000. Riêu đại 145.000. 65-70kg. Xanh không nón 140.000 cho Trúc Linh Dương. Xanh không nón cho Trúc Linh Dương 140.000. Xanh không nón hết nha cả nhà. Xanh không nón hết. Cam 3 Tường Vi 140.000. Cam 3 cho Tường Vi 140.000. Rồi màu riêu này là size đại, chính tá 65-70kg. Hai túi trong, hai túi ngoài 145.000. Riêu đại 145. Riêu đại nha mấy chị, 145 nha. Môn 3 không có nè. Riêu đại 145. Xanh bơ này size 58 với lại xanh bơ 135. Xanh bơ 135 nha. Xanh bơ này có đá nha, hai túi trong, hai túi ngoài đính đá 135 nha. Xanh bơ 135 nha. Túi ngoài là có dây kéo nè, túi trong cũng hai túi trong hai túi ngoài đính đá 135.000. Rồi có hai cái Adidas 115. Riêu cho Nguyễn Thị Thu Hà 145.000. Đặt hàng dành số điện thoại lên giùm em đi chứ. Riêu tiết hết nha. Bộ lụa tiết lai hồi sáng Mỹ Dung Hà ơi. Cam 3 hết nha. Xanh bơ Cherry Phạm 135.000. Xanh bơ cho Cherry Phạm 135.000. Rồi cái này Adidas này 115.000 khách ơi. Tại vì cái này là nó không có thiêu, không có đá mà nó 4 túi. Rồi chốt cho tiết nha. Rồi xanh bơ 115 là Adidas nè, có hai cái 58kg lại. Và cái hàng này không có thiêu, không có đá, 4 túi 115.000 hai cái. Rồi đây chốt cho tiếp nha. Xanh bơ 115.000. 50 cho đến là 52kg nha. Tú Huỳnh hình như có bộ 19.000 thôi đó, mà đòi dồn vô á. Nhớ mãi mãi vậy đó. Rồi em like cái cục size đại màu đá này cái rồi em qua cái hàng 6 túi. Dạ cảm ơn chị Lan Phạm. À riêu còn nè. Riêu đá còn nè ta. Hương Thủy xanh bơ 115.000 cho Hương Thủy. Ok. Đây nha 115.000 logo Adidas. Áo đen không con.
xanh bơn 115 cho chị Hồng Nhất đó, Adidas. Rồi riêu đại nãy chị nào chưa có nè, riêu đại em còn nè, 145.000, 65-70 kg nha. Riêu đại có đá 4 túi nha, 2 túi trong 2 túi ngoài. Rồi tay có đá và cái này ở phía ngoài dây kéo nè, dây kéo nè nha. Riêu đại 145.000, giờ 110.000 có luôn chịu. 110.000 là áo thông thôi, 110.000 gì cũng có hết. 110.000 áo thông thôi. Gì em cũng có hết, xanh bơ hết. Xanh bơ chế hết em. Rồi đây thông thôi 110.000. Size 3, 62 cái loại. Thông hơi nha, xanh đậu 110.000. Thông hơi cũng có nhiều màu. Ai nguyên cục. Xanh đậu 110.000, đậu 3 110.000. Riêu đại 145 cho chị nhỏ Út. Riêu đại 145. Thông hơi nha mấy chị, để em kê lại lần cho mấy chị xem cái vải. Vải thông hơi. Màu tím size 3 không có chị. Không có tím size 3 nha chị ơi. Rồi không có màu tím size 3. Thông hơi chỉ có size 62kg lại và size 65-70kg. Thông hơi không có nhỏ, nhỏ hết rồi. Cho nên tiếc máy xả. Máy xả là có 110.000. Rồi lá đại 145, 65 65-70kg. Lá đại 65-70kg, 110.000 lá đại. Lá đại nha, 65-70kg lá đại. Rồi thông hơi tiếp cũng còn nha cả nhà nha. Ủa, địa chỉ mới nè. Ngày sau có gì địa chỉ mới không? Adidas có 2 cái thôi. Rồi cam 2 là 140.000 tháo nón nè. Cam 2 140.000 lá đại cho Khang Thịnh Nguyễn. 145.000 lá đại. Rồi cam 2 140.000 tháo nón 52-53 chứ là. Rồi cam 2 140.000. 38kg không có bạn ơi. 115.000 em hết rồi Hồng Nhất ơi, hết rồi chị. Có hai cái chốt hết rồi. Rồi cam nón liền 140.000 luôn mấy chị đẹp. Cam nón liền 140.000. Cam 2 cho hoa 10 giờ 140.000. Cam 2 cho hoa 10 giờ 140.000. Lá đại với chị ngọ nhỏ Út 145. Lá đại với chị nhỏ Út 145. Đây lá đại cái mặt này nha chị, tính đá trước và sau. Nhỏ Út 145. Ship 30k. Cam 2 hết nha, còn cam nón liền 140.000. Rồi cam nón liền 140.000 nha. 55-57 vô lại. Cam nón liền. Em hết rồi chị, còn cam nón liền. Đỏ đô đại 65-70kg 145. Đỏ đô đại. Cam nón Nguyễn Thị Thu Hà 140.000. Ủa là chị này hả? Đỏ đại 140.000. Đỏ đô đại cho chị Cát Tường Emily 145. Rồi đỏ đô đại cho chị Cát Tường Emily. Ủa cái này nhớ còn nguyên cục đỏ rồi. Đỏ hả? Đỏ em ghét đây nè. 9 triệu.
Rồi hồn đất đại. Hồng đất đại nha. Hồng đất đại nè, 65-70kg 140.000. Hồng đất đại. Đây mạc này mấy chị để ý cái mạc giùm em nha. Mạc này 145 size đại. Hồng đất đại. Rồi lá đại tiếp vẫn còn nha. Lá đại 145.000. Rồi em qua cái hàng sáo nón nha mấy tình yêu nha. Sáo nón sai mấy đây? Hồng đất đại, chị Nguyễn Thị Thu Hà. Chị Nguyễn Thị Thu Hà đợt này không nghe máy nữa là em không chốt lại nữa nha chị. Bao nhiêu lần chốt hàng với chị cực quá. Rồi em lên hàng 6 túi. Rồi qua hàng 6 túi mẫu mới luôn, chưa like bao giờ. Đây nha, cái này là dạ quang đó mấy chị. Cái này là dạ quang, cái lần này là cái lần dạ quang nha. Thì hàng này thì tiếp có một size một thôi. Xanh lá đại cho Lê Bình 145.000. Xanh lá đại cho Lê Bình 145.000. Không đất đại biết hết rồi. À Nguyễn Thị Thu Hà này khác mà Tâm. Xin lỗi nha. Xin lỗi Nguyễn Thị Thu Hà. Dạ không nón 70kg không có chị. Rồi bây giờ tiếp qua hàng 6 nón. Quá đẹp luôn. Hàng 6 túi. Hàng 6 túi mấy chị đẹp ơi. Đây dơ cho xem cái đi. Đây nha. Túi dây kéo bên trong. Đây 6 túi. Hàng này có một size 1 mà nhiều mà. 6 túi đó. Cái túi to bên trong. Một cái túi dây kéo. Rồi túi ngoài có dây kéo. Rất là xịn sò luôn nha. Cái này là dạ quang. Dạ quang nha. Rồi một size như tiết mặt. Đây mọi người xem nha. Túi bên trong nha. 4 túi nha. Túi bên ngoài. Rồi mình có xỏ ngón nha. Xỏ ngón. Cái này không có tháo nón được nha. Đây một size 1 để tiết mặt vô rồi tiết báo. Trời ơi cái nón nè. Cái nón nè quá trời to luôn. Đó, thấy không? Đây nha mấy chị. Rồi 58-60kg đổ lại. 50kg đổ lên. Rồi 6 túi 135.000. Một size 1 50kg đổ lên 60kg rồi. Tiết mét 6-52kg. Tiết mặc áo khoác bình thường tiết mặc vậy không. Nó thoải mái mấy chị ơi. Nha. Cái này là dạ quang ở sao. Cái này dạ quang trên vai. Rồi 135.000. Chốt cho tiếp nha. Đây tay nè. Thoải mái vô tư. Lái xe mà mình không đeo, không đeo bao tay á thì mình như thế này. Vô tư không có sợ nắng nó tới mình à. Rồi chốt cho tiếp nha. Hồng 135. Hồng 135. Dạ chị lấy màu gì chị? Đây là hồng đất. Đó em có đủ màu hàng này em mới về. Xanh bơ 135. Xanh lá 135. Dạ size 65kg không vừa. Số này gọn được. 65 không vừa 60kg đó ạ. Hồng 6 túi cho Lâm Mỹ Liên 135. 135. Size này 60kg chứ ơi. Xanh biển 135. Rồi xanh bơ xanh biển. Hồng 135 cho chị Cát Tường Emily. Hồng 135.
nó có hồng và hồng đất hồng mà như em nha. Rồi hồng 135 cho chị. Dạ ok chị. Cát Tường Emily 135. Dạ ok chị. Hồng đất 135 cho hàng ni. Hàng ni hồng đất, tính sang mặt là hồng, cái này hồng đất, hàng ni hồng đất 135. Hồng 135 cho chị Hồng Nhất. Hồng 135 cho chị Hồng Nhất. 50 cho đến 60 kg một size 1. Đây là màu hồng đất. Xanh biển 135 cho Lâm Mỹ Liên. Xanh biển, ở ngoài nó biển hơn, trong lai nó hơi lệch màu. Rồi một size 1 58 60 kg xem đỡ gì. Rồi hồng đất dùm tiếp nha. Hồng đang mặt 135 cho Cherry Phạm. Rồi hồng đang mặt 135 cho Cherry Phạm. Rồi chốt lên nhìn tiếp nha. Nói chung là hàng này tiếp về thì nó có 6 màu. À còn màu đỏ đô nữa. Đỏ đô nữa nha. Đây còn màu đỏ nữa nè. Màu đỏ, màu cam đất nữa đây nha. 6 cuối 6 3 kg không có. Màu đỏ tươi. Đỏ tươi, đỏ đô nữa. Rồi chốt cho Lê Thu Hồng một hồng 6 túi. Hồng 6 túi 135. Đây giống như tiết mặt màu hồng cho Lê Thu Hồng. Thêm một cái xanh biển cho chị Cát Tường Emily. Rồi xanh biển 135. Giống như tiết mặt nha, có dạ quang. Rồi tiết có màu đỏ tươi. Cái này 57kg bình thường. 57kg cao cao mới vừa nha. 57kg bình thường. Màu đỏ tươi nha. 72kg là chị 57. Vừa. Rồi chơi ghi phạm gửi hàng khỏi rồi. Rồi đỏ tươi nha, 135. Màu đỏ tươi. 6 túi 70kg không có. Xanh bơn 135 cho chị Hồng Nhất. Xanh bơn 135 cho chị Hồng Nhất. Có hai cái á. Mai gửi, tới ngày mai nữa. Là bữa nay đi đó. Rồi chị Cát Tường Emily gửi luôn khỏi rồi ok chị. 6 túi không có 70kg. 6 túi chỉ có một size như tiết mặt 50 cho đến 60kg. Đỏ tươi 135. Màu đỏ tươi nha. Màu hồng đất nè. Để tiếp thử cái hồng đất cho xem. Xanh lá 135 cho chị nhỏ nhỏ. Xanh lá 135 cho chị nhỏ. Đỏ 135 cho xứ dừa. Nghe có 135 có 145 nữa hả? Ừ. Còn cái nào không đi được nhiêu. Rồi bây giờ thử cái hồng đất cho khách nha. Ai lấy chốt hồng tiếp tục nha. Xanh lá xanh biển cho Hiếu Phạm. Xanh lá xanh biển. Cái nữa là 3 cái. Rồi xanh lá xanh biển cho Hiếu Phạm 135 ngàn cái. Đây em cái này dây thun rồi nè. Hai trắng. 70kg chỉ có đính đá thôi. Hồng 135 tiếng mới vừa cởi ra. Tiếp thử cái hồng đất cho khách nè. Bình Lê Văn đặt hàng kèm số. Đơn hàng chị chuyển bữa nay đi luôn là sao chị? Đơn hàng chị Duyên bữa nay đi luôn nghe em. Sứ dừa ơi, bên Tiết gọi điện chốt đơn, mình nghe điện thoại rồi bên Tiết mới đi hàng nha. Rồi Tiết thử cái màu hồng đất cho mọi người xem nè. Đây túi dây kéo 2 túi. Rồi túi bên trong 2 túi. Túi bên kéo ở ngoài 2 túi là 6 túi chưa mấy chị? 6 túi chưa? Rồi cái này là mình dạ quang nè. Nếu mà mình đi buổi tối á, nó tối tối thì hai cái lần này sẽ là cái lần dạ quang. Nghe mấy chị nha, lần này là dạ, lần dạ quang. Nón thì rất là to luôn. 62, à quên, 62, 63 kg hả chị? Có chị. Có đính đá hả chị? À mấy chị. À cái nón nè. Cái bộ này nhiêu lên em chưa? Đây
nha, tay có ngon nè. Bữa nào Linh con chị sao quá nhỉ. 62, 63 ký em có áo đá hả chị? 140.000 áo đá và có nón màu da bò màu vàng. 60-62 ký. Bình Lê Văn là lấy gì ta? Hồng 135. Rồi Bình Lê Văn hồng 135 nè. Màu viết mặt là màu hồng đất nha, 50-60 ký. Nguyễn Trung Hoàng là đã không nhận hàng bên Tiến rồi nha, không có bán lại. Rồi đặt hàng kèm số điện thoại lên giùm Tiến. Dạ chị nhỏ Út cuối like gửi luôn khỏi gọi. Rồi đây màu hồng đất nha cả nhà, chốt giùm Tiến màu hồng đất nha. 135, 50-60 ký một size thôi. Size thôi mấy chị đẹp. Màu hồng đất, màu đỏ tươi, màu xanh bơ, màu xanh biển, màu xanh lá, màu hồng tiết mặt hồi nãy là hồng, còn này là hồng đất. Đây nha, hồng tiết thay ra là hồng tươi, còn cái này tiết độc là hồng đất nha. 135, 6 túi một size như đang mặc, 50-60 ký. 135.000. À đây có mấy cái đồ của đợt trước có size nè. Rồi đây cũng 6 túi nhưng mà đợt trước thì cái logo khác nè mấy chị. Cái gì vậy? Sao kìa? Trần Thị Thúy Quyên. À à, Trần Thị Thúy Quyên à, chuyển 300.000. Rồi rồi, khóc được rồi, giờ đâu có ai vô xếp đâu, chưa xếp đơn hết. Hồng đất cho Ngọc già 135. Xíu thì chị ra chị phụ cho. Xuống này ra phụ. Rồi cái này là 6 túi nhưng mà hoàn được trước UV nè. Này là đỏ 3, cái này 62 cứ là mặc được. 6 túi luôn, màu đỏ đô. Hàng đi đâu? Chị hàng đi. Đây nha, đỏ đô nha. Cái 762 đuôi á. Rồi đỏ đô này 6 túi luôn ha. Rồi đỏ đô 3 62 chứ rồi. 135 đỏ đô 3. Rồi cái này xanh nè. Xanh 4, 6 túi nha. Cái này 65 chứ rồi. Xanh 4 nha, 65 chia lại 135, 6 túi. Đó, màu này màu xanh lý. Đây, 6 túi nha, xanh 4 135.000. Xanh 4. Rồi cái này là 6 túi nữa nè, để tí coi size gì. Kim Ngân bên Tiết gọi chưa? Nếu mà gọi rồi là không dồn được nha. Hồng 4, 65 kg loại 135.000. Rồi Kim Ngân còn giữ không? Rồi xanh biển. Rồi thì xanh biển 135 cho Kim Ngân dồn đơn. Đang like áo khoác Hiền Long ơi, áo khoác nha, không có bán bộ. Rồi cái này 6 túi nè, hồng 4. Xanh 4 cho Thị Liếu Võ 135.000. Xanh này là xanh lý. Thị Liếu Võ nha, xanh 4 135.000, hồng 4 cho Vương Mỹ Khanh 135.000. Hồng 4 nha. 6 túi 135.000. À, cái này là hàng đợt trước thì nó có size, nó có size lớn, còn hàng như tiết mặt thì nó chỉ có một size thôi. Rồi Kim Thủy lấy cái đang mặc. Rồi hồng đất, hồng đất nha Kim Thủy nha. Cái đang mặc hồng đất 135.73 chứ không có. Hồng 4, hồng 4, hồng 3, hồng 4 không còn. 165, đúng rồi.
ông bố còn Ngọc vào dồn luôn hả? Dồn là sao bạn? Bạn có đơn chưa? Rồi hồng 4 con nè, chốt cho Nguyễn Minh Tiến hồng 4 nha. Có 5kg lại 135.000. Nguyễn Thị Tuyết Vân cây kẹp phải em? Kẹp Nguyễn Thị Tuyết Vân còn giữ không ta? Hồng 4 cho Thị Liếu Võ. Rồi Thị Liếu Võ có hồng 4 135.000 nha. Số 4 nè, cái logo UV ha, 135, không có size 1 Nguyễn Nguyễn. Rồi cảm ơn Đỗ Ngọc Thanh. Hồng đất 65 không có, 57kg có, 57kg là size như tiết mặt. Rồi xanh biển 4 65kg loại 135, xanh biển 4, xanh biển 4 nha, 65kg là size 4 à. Rồi 135.000 xanh biển 4. Rồi còn hồng 4 là xanh biển 4 nha cả nhà nha. Hồng 4 Nguyễn Minh Tiến lấy rồi, Nguyễn Minh Tiến. Ngọc Ngọc mới gọi đi đơn, Ngọc Ngọc lên đơn chưa Quanh ơi? Nè Ngọc Ngọc thêm cái hồng 435. UV size 2 có màu biển 2. Biển 2 em Quỳnh Mai ơi. Đây UV nha. Số 2 chứ có màu biển. Biển 2 135. Rồi xanh biển cho Kim Thủy. Xanh biển như chị mặc mà, xanh biển như chị mặc là còn nó có dạ quang nha Kim Thủy nha. Rồi Kim Thủy xanh biển chị mặc. Rồi nha, xanh biển thì chị mặc là dạ quang trên vai nha Kim Thủy là 135. Rồi chị có biển 2 UV. Biển 2 nha, UV nha. UV thì đợt trước nó có size, còn đợt này dạ quang là không có size. Nguyễn Nguyễn ơi, không có size 1 bạn ơi, nãy giờ bạn không có đồ nha. Size 1 là bên Tiết không có rồi. Nãy giờ Tiết không có đọc cái nào size 1. Không có size 3, không có size 3 nha. Rồi, UV này biển 2. Rồi Tiết mặt là 1 size. Kim Thủy chị năm em 52kg, em cao bao nhiêu? Kim Thủy thôi, chị nhớ chị tư vấn cho em nhiều lắm rồi luôn á. Thiệt luôn á, đặt hàng mà chị tư vấn rồi nhưng mà hỏi hoài chị không có nhớ nữa. Mặc size gì mình tự nhớ đi, người bán người ta không có nhớ từng khách được. Biển 2 cho Trần Hoa nè. 135.000 biển 2. Biển 2 hết nha. Xanh UV số 4 cho chị Thị Liếu Võ. Xanh UV số 4 cho chị Thị Liếu Võ nè, 135.000. Không có 47kg Nguyễn Nguyễn thôi, không có 47kg thôi. Có đồ 19.000. Kim Quỳnh hôm thứ sáu tuần rồi em đặt. Ủa bên chị có gọi điện, có đọc tên em không, có gọi điện em không? Có gọi điện mới có đồ chứ không có gọi điện sao có đồ em ơi.
Trời ơi còn đây nè. Còn áo tháo nón nè. Rồi tiếp còn cái vàng này, vàng 3 nè, 55 56 lại nha, tháo nón 150.000. Ê 140.000 xin lỗi. Tháo nón là 6 túi 140.000, vàng 3 55 56 kg. Nhận được cộng trăm rồi đó. Áo đá là hồng da 5, vàng 3 cho Lan Trần 140.000 nè, tháo nón 6 túi. Rồi áo đá nha, hồng da 5 65-70 kg. 65-70 kg 140.000 hồng da 5. Không có bán chân váy bạn ơi. Đỏ đô 4 nha. Áo đá nè, 62 với lại 140.000. Shop ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi xanh biển đại nha, xanh biển đại đá 145, 65-70 kg. Xanh biển đại đá nha. Vàng 3 hết hương thủy. Xanh biển đại đá 65-70 kg 145.000. Cà phê 2 52 kg lại 140.000. 52 53 kg. Đỏ đô 4 cho Trần Hoa 140.000. Áo đính đá và có nón 140.000. Đây nha chị, có đá thiêu và có nón. Cô chỉ 10 bộ tiếp nha, ở ngoài giáp. Ai? Những chị mẹ 30.000. Cà phê 2 chốt cho chị Hồng Nhất 140.000. Cái màu này là màu cam sữa nha, thiêu số 4 nè, cam sữa 4 62 với lại 140.000. Cam sữa 4. Đây, vừa thiêu mà vừa có đá, cam sữa 4, 4 là 4x 140.000. Rồi tím cẩm 4 nè. Tím cẩm 4 tháo nón nha, 57 58 kg thôi. Cái 4 này 4 nhỏ. Rồi Hoa Vũ đặt hàng có số điện thoại mới lấy hàng được ạ. À. Tím cẩm 4 57 58 lại 140.000. Rồi vàng bò nè. Vàng bò 3 55 56 với lại 140.000, không có size 1. Áo Adidas hết rồi em. Ok Duyên Quỳnh. Cà phê 2 hết. Da bò 3. Da bò 3 tím cẩm 4, da bò 3. Cam sữa 4 cho chị Xuân Quý 140.000. Vừa thiêu mà vừa có đá. Tí là tiếp tập size đại 145.000. Bò 3 cho Trúc Linh 140.000. 55 56 kg lại. 100 nhớ giá lên. Nhớ giá không? Rồi bò 3 xanh biển đá cho chị Hoa Vũ 145.000. 70 kg đó lại, xanh biển đá. Mỗi là hai cái này là 100.000. Ờ 140, cái này mới 145. Đây 145. Xanh biển đá chị Hoa Vũ. Tím cẩm 4 cho Phương Bùi Thị 140.000. 57-58 kg. Tím cẩm 4. Vàng bò tiếp hết rồi Phương Bùi Thị. Áo chị mặc 60 kg vừa nha Thí Nha Vũ. Da bò 3 hết. Xanh 2 52-53 cứ lại 140.000. Cho chị áo em đang mặn. Áo em đang mặn 58-60 kg. Chị Phương Kim ơi, không có 65 kg nha chị. Xanh 2 nè, 52-53 với lại 140.000. Tháo nón. Tháo nón ra 6 túi. Rồi xanh 2 nha. Xanh 2 cho chị Hồng Nhất. Màu em mặc không có 65 kg. Chị Phương Kim ơi, nãy em trả lời chị rồi chị. Cục
chạy nè. Đại đá nha, 65-70 kg. Rồi đại đá nha, đá đại. Xanh bơ đại nha, 65-70 kg, 145.000. Hai túi trong và hai túi ngoài, và đính đá trước đính đá sau có nón. Rồi 145.000. Xanh biển đá, xanh biển đá em hết rồi chị. Đồ chị mặc một size áo, áo chị mặc một size Nguyễn Miền ơi, 50-60 kg. Rồi xanh bơ, áo chị mặc có màu nè, màu xanh lá, màu hồng, màu xanh bơ, chị đang mặc là hồng đất, màu đỏ tươi, màu xanh biển. Chốt đơn em luôn nha, khỏi gọi rồi Lan Trần đi đơn. Ok em, ship 30k. Rồi đây, áo chị mặc có nè. Cái dạ quang nha, đây đây là dạ quang. Xanh biển 135, đỏ tươi 135. Dạ quang nha, có cái lằn dạ quang. Rồi xanh bơ 135, hồng 135, xanh lá 135. Rồi có nhiêu màu thôi. Rồi cái này là size đại, 65-70 kg. Xanh bơ đại nha, đính đá phía sau, đính đá phía trước. Áo tiết mặt là 6 túi nha, còn cái hàng này 4 túi mà nó size đại đó. Tiết đọc rất là kỹ luôn, xanh bơ đại, cam đất đại. Cam đất đại nè, 65-70 kg, 145.000. Cam đất đại, hai túi ngoài hai túi trong. Hồng đất đại, hồng đất đại nha, 65-70 kg. Hồng đất đại quá trời đẹp luôn, 4 túi hai túi ngoài hai túi trong, 65-70 kg, 145.000. Rồi tím đại, 65-70 kg, 145.000. Tím đại. Xanh bơ đại cho Khang Thịnh Nguyên, 145.000. Xanh bơ đại, 65-70 kg, 145. Rồi cái này tím nha. Áo đá không có 50 kg, Thanh Nguyễn. Áo đá size to. Đồ tiết mặt không có bán, chỉ bán áo khoác thôi. Rồi lá đại chưa mấy chị. Lá đại, hồng đất đại cho Khoa Đặng, hồng đất đại cho Khoa Đặng, 145.000. Rồi lá đại, 65-70 kg, 145.000 lá đại. Quỳnh Mai lấy hồng đất đang mặc. Rồi Quỳnh Mai hồng, hồng đất 135. Quỳnh Mai 135. Tím đại với chị nhỏ Út 145. Tím em còn cái một. Rồi quá đẹp luôn. Tím đại với chị nhỏ Út 135. Ê 145 sai đại. Rồi tím đại em hết. Rồi em còn lá đại, cam đất đại nha mấy chị, xoay đại, riêu đại, màu riêu còn nè. Riêu đại 65-70 kg, 135.000, 145.000, đọc lộn rồi. Xoay đại 145. Rồi 65-70 kg, 145.000.
Chị Phương Kim ơi, em lên màu gì mới có chị? Màu xanh đen không có, hồng gốc là khắp chốn rồi chị. Đặt hàng nghe rõ giùm em mới chứ ơi, cái nào em đọc mới có, không đọc là không có. Xanh 145 cho cà rốt ngô xanh lá, 145 cho cà rốt ngô. Rồi tiếp còn màu đỏ đô 145, 40kg không có, út tiêu rồi. Rồi chốt cho tiếp nha, đỏ đại, đỏ này đỏ đô nha, 145.000, 65-70kg, 2 túi ngoài và 2 túi trong nha mấy chị. Chị thì liếu vỏ ơi, nếu chị hủy hết vậy em xả đơn, em không bán chị ơi. Đặt hàng lên xả hủy hết trơn, chị liếu vỏ em xả ra nha. Mấy chị ơi, em đâu có ép buộc mấy chị phải đặt đâu, mấy chị tự nguyện đặt, mấy chị làm ơn có trách nhiệm xíu. Đặt xong rồi xả vậy em không bán được nha, thị liếu vỏ nha. Đó, cho chị hủy mấy cái, trời ơi, hủy mà hủy mấy cái. Thôi em xin phép em để lại hết đi chị, em chốt đơn chị nữa nha. Ừ, cái nào cứ hủy thì bỏ ra sao em. Em không có bán cho chị ơi. Hủy mà hủy mấy cái mấy chị. Làm ơn chị ơi, mình đang đặt hàng online nha. Online là hạn chế đổi xả, tại vì bán một lần là nhiều khách chứ không phải một khách. Bây giờ mà kêu em soạn đồ của chị cũng là mệt mỏi luôn á. Nãy giờ khách thấy em bán đâu phải riêng 1, 2, 3 chị đâu. Đặt hàng mà hủy mấy cái, nghe hủy mấy cái là tự nhiên là em là say sẩm mặt mày rồi đó. Thì liếu vỏ em xả đơn nè, không chốt lại nữa. Hủy một cái đây em, còn lên bờ xuống cuộn hủy lần mấy cái. Rồi đỏ đại 145.000, 65-70kg đỏ đại. Riêu đại 145.000, 65-70kg riêu đại. Thanh lê xanh biển, xanh biển của nào? Thanh lê là đỏ đô đại là ok, xanh biển của cái nào thanh lê ơi? Xanh biển đại là hết rồi nha, xanh biển tiếp hết rồi. Đỏ đại cho thanh lê 145.000, thanh lê chỉ có đỏ đại nha, xanh biển thì không biết là hàng nào. Xanh biển đại không có nè, tiếp có xanh rêu, cam đốc, xanh lá, xanh bơ, không có xanh biển sai đại. Biển đại chỉ có cái loại mà không có đá thôi. Rồi cái hàng kim tuyến này có mấy cái. Rồi cái này đen mà phối kim tuyến ở phía trên nha. Rồi size 3 nè, 57-58kg nha. Đen đỏ 3. Ngọc Xuân nãy có 1 cái rồi mà, trên đây thấy chốt 1 cái rồi mà. Rồi 2 túi trong, 2 túi ngoài chốt cho tiếp. Đen đỏ 3 sale cho khách 125 thôi, tại này còn size 2 thôi nè. Size 3 còn 1 cái. Đen đỏ 3 125. Rồi đen xanh 2 nha, 55 kg lại 125. Đen xanh 2 125.
Rồi chốt lên người tiếp nha. Xanh đại không đá 135 cho Thanh Lê. Đó, xanh đại không đá là xanh 4 à. Xanh 4 ở Liễu Võ Thị gì nè. Xã nè. Thị Liễu Võ. Rồi, xanh đại cho Thanh Lê. Không đá là 135. Rồi, ok nè, Thanh Lê nè, một cái xanh 135, cái đỏ 145. Đen đỏ 3, Thanh Vân Trần Thị 125. Đen đỏ 3 cho Thanh Vân Trần Thị 125. Đen đỏ 3 hết. Cái em đang mặc là cái hồng đất. Hồng đất. Đen đỏ 2, đen đỏ đen xanh 2 125 nghìn. Xanh đại 135. Rồi xanh đại 135 cho cà rốt ngô là xanh 4 à. 135.000, 65kg là 135. Rồi đen đỏ 2, 55kg lại 125. Cái này tại vì tiết còn size 2 không? À, không thấy Ngọc Xuân có một cái nha. Xanh đen 3 hả? Xanh đen 3 không có. Có xanh đen 2. Đen đỏ 2, đen xanh 2 chỉ còn size 2 thôi, 55kg cho nên sale 125.000. Rồi còn size 2 thôi khách cho nên mới sale á. Đây xanh đen. Xanh đen 3 Nguyễn Thị Tuyết Vân 125.000 xanh đen 3. Có màu vàng nữa nè. Đen vàng 2 55kg lại 125.000. 60kg hả? 60kg áo và tiết mới vừa. 70 cân cao bao nhiêu Dung Nguyên? Cao cao mới vừa nha chị. Đen vàng 2 55kg lại 125.000. Đen vàng 2. Đen đỏ 2, đen xanh 2 55kg lại 125.000. Rồi nha, 55 cái loại tại còn size 2 không à. Cho nên là xả 125 nè. Ừ. Có là giấy nhỏ không? Hai túi trong, hai túi ngoài, dây kéo hết nha cả nhà nha. Dây kéo ngoài, ở trong có dây kéo. Rồi cái hàng đó thì còn màu, xả 125 nè. Ba màu. Rồi màu tiết mặt là màu hồng đất 6 túi nha, 135 nha. Giờ thôi em nghỉ mới chơi anh nghỉ nha. Sớm ở ngoài ứ hả? Thôi nghỉ cả nhà ơi. Đang thiếu nhân viên. Ứ hàng ở ngoài chị chốt kịp. Rồi biết nghỉ nha cả nhà nha.